Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản 9460 đề nghị các sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh căn cứ chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành văn bản 6386, trong đó đề nghị những người đến từ các vùng dịch, nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến hoặc về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, kể từ ngày đến hoặc về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đổ thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế. Những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh, thành phố, nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách. Trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương khác phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với những người đến từ khu vực có dịch COVID-19 nêu trên.